À, xin chào đón anh em. Đến sự vẫn ở nhà Bắc Phú, xóm 14, Tân Hòa, Vũ Thư, Thái Bình. Và tôi lúc này bác có hai cây để hắn ngoài vệ đường, rất là của từ trong từ ngoài đường vào đến trong nhà. Và bây giờ thì ở đây có một đôi đầy đủ bông tay rồi. Và tôi đang muốn ghi hình để cho quý vị và các bạn xem là có nên cắt hay không. Và có lẽ theo tôi thì tôi rất hay cắt, bởi vì nhìn nó lều nghều là tôi không thích. Và chủ nhân thì cũng mong muốn nhờ tiến sự đến là giải mã tất cả những cái lều nghều, để thời gian với chủ nhân là không quan trọng, miễn là đẹp, bao giờ đẹp cũng được. Không vội, chơi cây cảnh là không vội các bạn nhé. Một ngày VinVac có thể sản xuất ra 70-80 cái xe tiền tỷ, nhưng cây cảnh thì không thể sản xuất ra như vậy được. Và cây cảnh là phải chờ đợi. Và đòi nghệ thuật thì cần phải có tác động của con người vào nữa. Tôi đo rơi vào khoảng 2 mét gì đó, 2 mét các bạn nhé, một đôi luôn. Và đây các bạn thấy tay thứ hai, nó một đoạn khoảng 50 phân là bằng nhau, các bạn có thấy có đúng không? Và tất nhiên thì để những người chơi ngay, chơi ăn liền thì đây là một cây có thể đặt giữa sân là đẹp rồi. Vâng, nhưng với những người chơi kỹ thì nó lại bị giãn. Đây các bạn nhá. Đó, nó giãn. Không cần, cái này cắt tay. Cứ về đục hết trong ấy đi. Móng nó khoảng trên 2 mét. Rộng. Đây nữa. Một đôi các bạn nha. Bóng khá rộng. Và chậu cũng khá to. Và tôi ở vườn bác Phú đến nay là ngày thứ 7. Tuy nhiên thì còn khoảng 30 phôi kia, nhưng do công việc của chúng tôi không thể làm nốt được. Cần phải di chuyển đến gia đình khác. Nên đành phải thất hẹn lại. Đó. Khoảng 30 phôi khủng nữa các bạn nhá. Bác rất cần đến tạo các cái đường đục. Và bác tiếp tục nuôi. Với bác không quan trọng là phải nhanh, quan trọng là đẹp. Tôi đang mở đường cho nó thoáng ra, xong bắt đầu sẽ quyết định thu tiếp. Thì các bạn nhá, chơi luôn một cây nhỏ luôn. Và không, cái đấy để bông, cái đấy để một cây cho mà chơi bông.
Các bạn thân mến, cây này nó được hai cái điểm gập này, và tôi đang lăn tăn đây một cái nữa, chỉ tiếc là nó lại trùng vào với nhau. Đấy, các bạn thấy không? Nếu như cái cây này ta chơi quái, ta có thể bỏ đi một nhát ở chỗ này, bỏ tiếp một nhát ở chỗ này, ta chỉ chơi mỗi gập này thôi. Đây các bạn thấy cả một cái thành phố nó dài dằng dặc. Và khi mà tôi cắt thì video này chắc là nhiều bạn cũng sẽ ném đá và tại sao lại cắt. Tuy nhiên thì những người chơi kỹ thì họ sẽ cắt. Nếu không thì cây của chúng ta mãi mãi không thể đẹp được. Rất nhiều những cây mili. Lòng cuốn. Cũng lòng cuốn. Cẩn thận nó vào cái rễ. Ở chỗ này nó có một cái rễ chọc xuống và chúng tôi cắt để cho nó lộ cái quái ra. Ở chỗ này thì nó vừa nắng vừa râm các bạn nhé. Rồi, cắt dưới tiếp. Rồi, đó các bạn thấy nhất là ra đi. Rồi, các bạn thấy là cái điểm gập này là rất đẹp. Và mình tiến sự thì cũng đã máu cắt rồi. Tuy nhiên thì tiến sự vẫn đắn đo một chút là để cho nó huỳnh tráng, nhưng mà bác chủ lại còn máu hơn. Bác chủ bảo cắt nó sẽ lộ được cái điểm gập này. Khi cắt cây này ra thì bác chủ có thêm khoảng trên chục cây mili. Tha hồ có cây bonsai. Vâng, lúc này chúng tôi đã cắt chỉ để lại vài ba điểm. Ở đây các bạn thấy đây là một điểm. Đó, và đây là một điểm nữa.
Và sau này khi lên bông chúng ta chỉ cần cô vào cái chậu bé, hai người khiêng thôi. Ở chậu này là hơi bị loạn, nó sẽ không nổi bệ các bạn nhé. Đó, một cây có thể trên 2 mét mà chúng tôi cắt bây giờ nó chỉ còn khoảng 6-70 phân. Và bây giờ bạn nào muốn rộng thì ta lại phải cắt truyền. Nhưng mà tuy nhiên thì nó phải cân xứng. Nếu mà bóng rộng quá thì nó giống như con người mà chỉ gánh được 50 cân mà bắt gánh một tạ thì trông nó hơi khổ ải. Nên là nó phải cân xứng. Và với cái thân bệ này, tay cành này thì ta chỉ cần một chút tàn không quá rộng là vừa để đủ chơi. Đấy nhá, cái chậu các bạn thấy là nó rất rộng, nó không nổi bệ lên được. Và bây giờ thì chúng ta cô chuyển sang một cái chậu bé hơn. Chỉ cần đủ độ ẩm, một chút đất phân, sơ dừa hoặc là xỉ than, chấu. Ở phía đằng sau các bạn thấy là còn rất nhiều những phôi quái. Các bạn đang theo dõi trên kênh Bonsai Tiến Sự. Và số điện thoại của Tiến Sự chuyên làm cây cũng như chuyên làm các bệ đá, cài đá, tiểu cảnh. Số điện thoại 0977722623. Có lẽ thời lượng ở video này cũng đã dài rồi. Tôi xin tạm ngừng ở đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cho các bạn trong những video sau.